Xin mời các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục ăn chân gà của nhà Analala. Đây chắc có lẽ là video thứ 3, thứ 4 gì trên kênh mình về cái chân gà. Vậy là các bạn đủ hiểu mình thích ăn chân gà đến cỡ nào rồi ha. Ở đây thì mình có combo chân gà rút xương với 3 loại nè. Đây là vị truyền thống, đây là vị không cay, và cuối cùng là vị cay dịu. Ở đây thì mình còn tí muối hảo hảo nè, để mình pha ra chấm cùng nha. Mình thấy cái chân gà mặc dù rút xương ra rồi nhưng mà nó vẫn còn khá là to. Xin mời các bạn nhé. Chắc mình cho chanh hơi nhiều nên nó hơi chua các bạn. Xin mời các bạn nhé. Cái chân gà tiểu học á thì nó rất là đậm vị nhưng mà nó không có cay nha các bạn. Mình bỏ tủ lạnh á, ăn nó mát mát giòn giòn đã lắm. Mình thấy Analala đang là một trong những thương hiệu chân gà nổi tiếng và rất là thành công cho đến thời điểm hiện tại. Do là được chế biến và sản xuất tại Việt Nam nên cái chân gà họ làm ra rất là hợp với khẩu vị của người Việt mình. Hàng giả, hàng kém chất lượng ở trên thị trường hiện tại rất là nhiều luôn, nên các bạn có mua hàng thì các bạn nên nhớ cân nhắc kỹ nha. Kênh mình thì đang là một trong những kênh mà được cộng tác trực tiếp với nhà Analala, nên các bạn mua hàng ở đây thì các bạn yên tâm nha.